Dạ, xin chào các bác nhé. Chào các bác đã quay trở lại kênh của em. Thì hôm nay em lại test cho các bác 6 con nồi nữa. Thì đây là tất cả cái chỗ này là nồi 1 lít hết, các bác lưu ý nhé. Đây là 1 lít hết, nồi này là toàn 1 lít nhé, 6 con 1 lít luôn, không còn lít 8 ở đây. Chiều em sẽ lên một cái lít 8 riêng. Thì cái nồi này các bác biết rồi, của Nhật thì nó xài điện 100V. Thì nhớ các bác lưu ý. Thì cũng có đây tên thẻ em nhắc luôn, có bác bình luận comment là cái nồi này chẳng hạn đúng không, như là 2 triệu, 2 triệu thì là Việt Nam về không xài được vì nó Việt Nam điện 220. Thì bác comment là mua một cái cục ổn áp 3 triệu đó để xài một cái nồi cơm này, thành ra cái là thành 5 triệu. Thì ông bác ấy có nói là thành ra mua 10 cái nồi Việt Nam đó, 10 cái nồi Việt Nam xem cái nào bền hơn đó. Thì nói chung là các bác tham khảo nhá trước khi mua đó. Thì trong khi em chỉ nói như vậy các bác biết thôi, điện của Nhật là điện 100. Bác vì sao nó xài điện 100 thì các bác biết rồi, em cũng không cần quảng cáo nhiều vì sao nó xài điện 100. Với cái thứ hai nữa, cũng có một bác nó gặp trường hợp là cứ nghĩ là cắm cái cục chuyển điện là từ 100, từ 200 mà ra 110 là như thế nào cũng xài được, nhưng là các bác lưu ý nhá, chứ không phải cái nào cũng xài được đâu, thì phải tính theo công suất của cái nồi cơm nhé. Đây là cái công suất của cái nồi này, các bác nhìn này. Đó, nó 1240W. Thì cái nồi này 1240W thì bác xài cái cục biến thì tối thiểu nó phải là 1,5 kVA nhé. Nó gọi như là mình gọi là đơn giản là 1500W đấy thì mình mới xài được cho nó, còn thiếu là nó không xài đâu. Thứ hai là có thể cháy cục ổn áp của bác luôn. Cứ tiếp theo nữa là cái nồi nó cũng không chạy luôn. Hôm qua bác ngoài Bình Thuận vậy, bác cắm cái cục, bác cũng không có biết, bác cắm cái cục may là đang cắm cái cục là nó 650 VA đó, bác đang xài trong một cái tủ lạnh. Thì bác cắm vào thì nó kêu tạch 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 là cái nó đóng bát áp suất đấy, nó kêu tạch tạch. Thì bác gọi điện cho em bảo sao nó cứ kêu này, nó không có ấy. Thì ở nhà em test chưa, bảo ok ở nhà em test cho các bác hết rồi đó. Tại vì lúc trước khi test thì bác em nó phải chỉnh lại cái giờ này thành giờ Việt Nam, mà đang giờ Nhật chuyển về vào giờ Việt Nam mà sao em vẫn chưa test được. Nên là hỏi mãi thì bảo bác, thì hỏi bác đang xài cái gì, bác đang xài cái cục 650 VA. À, vậy thì bác xài được rồi, để đó mới bằng 1/3 của cái công suất của cái nồi cơm mà sao nó chạy được. Cái nồi của Nhật là không đủ công suất, là nó không có chạy đâu, không đủ dòng nó không chạy đâu đó. Thế là bác mới thơ đi mua cái cục khác về đó. Thì tiếp theo cái cục của mình ấy, là cục Việt Nam đúng không, là các bác phải mua, là bác em nói cho bác luôn tính theo giá tiền luôn nhá. Ví dụ cái cục mà 2 kVA đúng không, là bốn là nó là 500 hoặc 500 hay là 400 mấy 500 gì đó, 2 kVA mà 400 mấy 500 ấy, thì bác suy nghĩ một điều nó chắc chắn đó là dây nhôm. Bác lưu ý nhá, nó là dây nhôm không có dây đồng đâu, tại vì em bán em biết là, mà em cũng có mua em biết, tại vì người ta cũng có tư vấn cho em luôn. Đồng thì nó đắt gấp đôi, chẳng hạn như cái cục 2 kVA ví dụ như là 400 đi, thì bác muốn đồng thì phải nhân đôi số tiền đây, nó là 800.000 đó, là cục 2 kVA nhá. Bác lưu ý nha, chứ không có chuyện mà 400.000 mà được là dây dây đồng nhá, các bác không có đâu. Trừ khi bác mua cục cũ của ai đó xài từ ngày xưa để lại đó, thì cái đời ngày trước thì nó vẫn là có một dây đồng, bên sau này là dây nhôm rất là nhiều rồi. Bác biết rồi, ngày xưa giá tiền nó cao, giá tiền nó thấp, mà mình mua cục ổn áp giá tiền nó cao như vậy, thì bây giờ bác biết rồi, có thể so đó với số tiền ngày đó thì nó có thể ra ngay cái kết quả là cái đó nó đang xài cái nội thất bên trong là cái gì đó. Còn em có thử cái nồi cơm này nhá, em cắm cái cục biến áp cách ly của Nhật em đang có, công suất nó chỉ có 300 VA thôi nhá, nhưng mà em cắm cái bếp đó thì nó cắm cục đó là bếp nó vẫn chạy được, bếp từ chạy được mà nồi cơm nó vẫn chạy được đó. Nhưng bây giờ nó công suất nó hơi quá với nó thôi, nhưng mà nó vẫn hoạt động bình thường nhá. Tại cái cục đó nó nặng 7-8 kg mà bác, thì bác biết chất lượng nó quấn như thế nào rồi đó. Còn của mình là chất lượng đâu có được như nó đâu, nên thành ra nó không chạy được, đúng rồi đó. Đấy, cục bác kia là 600 đấy, mà còn cục của em chỉ có 300 nó vẫn chạy được, nhưng mà nó là cục của Nhật khác, còn cục của mình quấn lại là mới, nó khác, bác lưu ý nhá. Rồi bây giờ em sẽ test cho các bác cái nồi, thì em ship hàng toàn quốc cái dịch vụ chuyển phát của Viettel nhá, các bác là giao hàng
nhận hàng trả tiền bác phải trả tiền tiền vận chuyển, và thứ hai là bác chuyển khoản bác được miễn phí ship, đó là điều đương nhiên rồi. Mình sẽ test con nồ đầu tiên thì em sẽ quay kỹ hết những cái lỗi của nó, em sẽ báo lỗi của nó như thế nào các bác chấp nhận được các bác mua nhá. Ok, đầu tiên là cái nồi đầu tiên là nồi Juji nhá. Thì hôm nay có 3 con Juji với cả 3 con Toshiba. Đây, số 1 là Juji. Đó, 1.4 triệu. Nồi áp suất có công nghệ trí tuệ nhân tạo AI luôn. Con này sản xuất năm 2012 nhá. Nhưng mà tại sao nó 1.4 triệu? Đây, cái này nó bằng cái nhựa PK nhá, nên nó hơi bị chảy chảy chút đó. Cái với cả ở bên cạnh sườn của nó đây, đó, nó có hai cái nối ở phía ngoài như vậy nhá, ở đây và ở trên này, nhìn nó hơi loang loang một chút. Cái này là nhựa PK, nhựa trong ấy, không có ảnh hưởng gì đâu nhá. Đây, cái này là phía ngoài của nó này. Đó, model này sản xuất thì 2012 nhá. Model thì quay từ rồi. Đây là model của nó, công suất. Rồi, bây giờ tiếp theo là bên trong của nó. Bên trong của nó thì cái giòn của nó thì cũng thuộc dạng là đẹp nhá, cũng vẫn còn xanh. Đó, nồi như vậy là cái giòn của nó vậy là ok rồi. Còn cái nồi của nó thì cái son thì son platinum, nhưng mà nó lại chảy chảy ở dưới đáy này. Đấy là nấm tấm ở bên trong nồi nhá. Nên nó có giá 1.4 triệu là như vậy. Này, các bác coi mà thấy nó có hợp lý hay không. Rồi, con đầu tiên là 1.4 triệu. Rồi, tiếp theo là con số 2, cũng là Juji, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Cái nồi này nhìn hình thức rất là đẹp, cái màu của nó cũng đẹp. Đây, model của nó đây. Đó, con này được sản xuất năm 2014 nhá, đời rất là cao. Đấy, giá nó 2.2 triệu, nhưng mà ở phía ngoài này đây nó có bị một vệt xước này, do tức là do vận chuyển nó cấn cái gì đó, đó là nó chỉ có bị ở chỗ này thôi nhá. Còn bên trong nồi của nó đây, bên trong cái giòn của nó thì gọi là xuất sắc rồi, xanh ngắt này, rất là đẹp. Đấy, còn cái nồi của nó nhá, nồi son cũng là son platinum nguyên bản của nó nhá. Bác nhìn cái son là biết cái chất nồi của nó là như thế nào. Cái nồi vít thì nó mới làm những cái son như này nhá. Đấy, nhưng mà nó cũng nấm tấm vài nốt ở trong này nhá. Nhưng mà nấu cơm thì không có dính được đâu. Đấy, nó chỉ nấm tấm mấy nốt này thôi. Các bác cứ coi kỹ rồi cân nhắc nhé, xem nó có hợp lý hay không. Giá nó là 2.2 triệu. Juji áp suất AI, đời 2014 nhé. Tiếp theo là con Toshiba áp suất hút chân không. Con này model của nó đây, RC10VSE8. Con này là VIP tầm trung. Đó, con này thì sản xuất của nó là 2011 nhé. Đây. Hình thức của nó thì ở bên ngoài cũng được dạng là khá nhá, không có bị chảy chụa gì giống như cái nồi kia đâu, nó không bị chảy chụa đâu. Đó. Còn bên trong của nó này, đó, các bác cứ nhìn kỹ xong rồi tự đánh giá em. Đây, cái lòng nồi của nó này, nồi của tô thì rất là dày rồi. Đây, giá của nó là 1.8 triệu nhé. Đấy, số 3 là 1.8 triệu. Đây là con số 4. Số 4 cũng là một con Toshiba nhé. Đấy, cũng là có áp suất hút chân không này. Con này nó được sản xuất năm 2008 nhé. Nó cái thời điểm đó thì cái con này thì nó cũng thuộc dạng là dòng VIP vào cái thời điểm đó nhá.
Đây, nó có trang bị cả đèn đèn led luôn. Đó. Đó, nó có trang bị đèn led nhé. Đây, còn đây là đây. Công suất nó là 1250W. Đây là model của nó này. Đó. Nói chung con này hình thức thì nhìn cũng là đẹp. Ở bên ngoài nó không bị gì đâu nhá. Đây là nó nốt nhỏ nhỏ, nói chung cái này thì không có ấy nói nó làm gì, tại vì nó rất là ít, nó nhỏ nhỏ không có nói. Đây là bên trong của nó. Cái nồng nồi của Toshiba này rất là đẹp à. Xong AG